Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức cùng em nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ cảm ơn chị hôm nay đến với chương trình kết nối yêu thương. Dạ em mời chị chia sẻ giùm em để gửi đến quý vị khán giả thân thương là chị tên gì và từ đâu đến, năm nay chị được mấy mươi ạ? Em mời chị. Chị là ở Đồng Nai, chị tên là Nguyễn Ngọc Lệ, sinh 1969. Dạ, chị Lệ sinh năm 1969 là năm nay chị Lệ được mấy mươi? 55 hả chị Lệ ha. Chị Lệ cho phép em gọi chị ha, em cũng 42 rồi, để mình gọi chị em cho cảm thấy trẻ trung hơn hả chị ạ? Dạ, chị Lệ 55 hả chị Lệ? Dạ, chị Lệ ơi, chị Lệ giới thiệu thêm giùm em đó về tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị khán giả giúp em. Hôn nhân của chị thì chồng chị mất nay gần 4 năm rồi. Dạ, được gần 4 năm hả chị? Gần 4 năm rồi. Dạ. Hiện tại là mình được mấy thành viên gia đình chị, con chị á? Con chị thì có hai thằng trai mà có vợ riêng hết rồi em. Giờ là chị ở mình. Dạ, đúng rồi. Dạ, là chị Lệ là đang ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Dạ, thông gia hết hả chị? Thông gia hết rồi, xong hết. Dạ, giờ chị được hai người con là một trai một gái không? Không, hai thằng hết. Hai là chàng trai luôn. Vậy là cháu nội có cháu hết nội có hết 6 đứa. Wow, bà nội 6 đồng đứa. Cháu ha. Dạ, đồng cháu. Gần đây là chị xem chương trình kết nối yêu thương bên em đó, thì có chị có ý định đến với chương trình đó, thì có bao giờ mà được người quen của mình động viên chị là bước thêm bước nữa không chị ạ? Có chứ, có nhiều lắm, nhưng mà chị cứ nghĩ là chị ngại, chị không dám lên đây luôn. Dạ, nhưng mà coi nhiều thấy cũng thích. Có thêm động lực hả chị? Có thêm động lực, đúng rồi. Em cũng chia sẻ với chị Lệ là gì? Khi mà mình bước qua tuổi 18 đó, là luật pháp mình chứng minh được mình độc thân thì mình có nguyện vọng mình kết hôn với ai đó thì luật pháp cho phép mình kết hôn. Sau khi mình kết hôn mà mình không may đó chị, mình không may cái duyên mình nó bị gãy đổ đó, thì mình chứng minh được mình có giấy tờ chứng minh được mình độc thân thì luật pháp vẫn cho phép chị kết hôn thêm lần nữa mà. Đúng rồi. Cái đó là không có nghiêm cấm, mình công khai mà mình đâu có làm gì vi phạm đâu mà ngại hả chị ha. Cũng như cái ngại đó theo em nghĩ của quý cô chú anh chị á, em nghĩ một phần ngại là ngại như vậy nè, thấy mình lớn tuổi ha. Đúng rồi. Rồi cái ngại không lớn tuổi. Dạ. Là nhiều khi chị đang lên đây, nhiều khi người ta thấy ta không kết kết được với ai, cái người ta nói trời lên có được với ai đâu, lên mất công gì nè chị. Nói chung á là ở chương trình nó ví dụ là không phải là một hai cô chú anh chị, rất nhiều cô chú anh chị giống như mình cảm thấy mà mình tìm hiểu một ai đó không hợp thì mình tìm hiểu người tiếp theo, và mình tìm hiểu không hợp nữa thì mình xem như bạn bè. Thế chị năm nay chị 55 tuổi, chứ vừa rồi cách đây cũng hơn 2-3 tháng gì đó, khoảng 3 tháng trở lại thì em cũng có tổ chức cái tiệc cưới của một cái cô đó ở thành phố Hồ Chí Minh, là em tổ chức ở nhà hàng đó, là cô đó 70 tuổi đó. 70 tuổi luôn đó, cô đó làm đám cưới giờ vẫn hạnh phúc bình thường mà. Dạ, đợt đó là cái đám cưới cô đó là em tổ chức ở nhà hàng. Cô 70 tuổi mà cô còn tự tin cô đến để tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng. Còn chị 55 tuổi, kém hơn cô 15 tuổi luôn. Dạ đó. Còn nên tốt đúng không em, tốt đúng không? Dạ, có gì đâu chị, mình công khai minh bạch mà chị. Dạ. Ha. Nói chung là ngại sợ bạn bè nó cười thôi, chứ còn nói chung là không ai cấm cản gì hết á. Dạ, mình, không có gì đâu chị. Rồi, mình cũng biết hết tất cả. Dạ, con mình lo hết. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Lệ là hôm nay đến chương trình bày tỏ bản thân và giới thiệu về phần đầu video là về tình trạng hôn nhân gia đình của chị rất là chi tiết. Em mời chị Lệ chia sẻ thêm giùm em đó là để mà chị chọn một người bạn đời của mình để đi hết quãng ngày còn lại đó, để về vun đắp cái tình yêu thương cho chị. Cái độ tuổi của quý anh khoảng bao nhiêu tuổi để phù hợp với tính cách của mình? Ông chị không chọn độ tuổi là thí dụ mà chị 55 thì chọn ví dụ như là biết đâu nói mình nhìn cái người đó, cái anh đó là ví dụ 52, 53 hay là 60, 62, 58 thì cũng được, nói chung là tuổi nào cũng được, miễn là mình gặp nhau là mình hợp với nhau. Dạ. Là mình thương nhau là được rồi. Dạ. Có nghĩa là quan trọng cái độ tuổi là một phần. Đúng rồi. Một phần cái điều mà chị Lệ cần thiết nhất đó là ở chỗ mà cả hai anh chị hiểu nhau, phải có tiếng nói chung. Đúng rồi, đúng vợ rồi. Chồng đúng có rồi. Tiếng nói chung thì chung mới sống nhau được đó. Đó chị thích chị muốn vậy đó. Với chị là không phân biệt độ tuổi. Đúng rồi. Có thể là kém hơn chị đôi ba tuổi. Đúng rồi. Hoặc là mà lớn hơn 5-7 tuổi cũng lớn hơn 5-7 tuổi. Có nghĩa là năm nay chị 55 là kém hơn chị đôi ba tuổi là cho 50-52 đi. Đúng rồi. Từ 52 cho đến khoảng 62 độ lại. 62 ha. Đó vậy. Dạ, từ 50-52 cho đến khoảng 62. Đó là cái độ tuổi mà để mà chị có cái nguyện vọng mình tìm lại một nửa yêu thương của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất của chị á, tại vì mình một thời gian dài rồi
thì mình thiếu đi cái tình thương từ cái mái ấm gia đình và cái bờ vai hạnh phúc của người đàn ông. Thì đã đến với chương trình là anh chị, thì em nghĩ là anh chị cô chú nào ai cũng cần cái hạnh phúc hết đó chị ạ. Đó, nhưng mà đôi khi là cái hạnh phúc cũng là một phần duyên nợ nữa. Đúng rồi, cái duyên nợ của mình. Thật sự thì chị nghĩ đi, nếu mà anh chị nào mà để mà tiến đến hôn nhân gia đình đó, để mà kết hôn đó, mà mình xem được cái ngày mà chia tay thì em nghĩ luôn cả bản thân em cũng không ai dám kết hôn đâu đó. Nhưng mà em nghĩ đôi khi là có những anh chị đôi khi ở 3-4 người con rồi, nhưng mà cái duyên nó hết rồi đó, là phải đưa nhau ra ly hôn, thì đó cũng là một cái sự mà đau buồn và mất mát. Nhưng mà đâu có ai biết được cái sự mà cái tình yêu hôn nhân gia đình nó đi đến đâu đâu đó. Và quan trọng nhất mình đến sao mà về mà anh chị mà có tiếng nói chung nè, rồi hiểu nhau, với lại vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe đó. Đúng là rồi, cái điều đó thì ai mà chẳng cần. Nhưng mà đâu phải mà ước mơ được đâu chị, khó lắm á. Mơ ước khó lắm. Dạ, khó lắm. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay, em cũng cầu chúc cho chị một ngày sớm nhất để là mình đạt được cái ước mơ. Ước mơ thì ai cũng có, bản thân em cũng có vậy. Ai cũng có đạt được ước mơ để mình vun đắp lại cái tình yêu thương những cái năm ngày dài hết chị ha. Mà mình không được cái sự mà hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng của mình đó. Em cũng thưa với chị Lệ là gì, biết đâu thông qua chương trình ngày hôm nay, sau khi em đăng cái video lên thì được lan tỏa, thì biết đâu là mình có cái duyên, mình được vun đắp lại, bù đắp lại cái thời gian mà chị không được hạnh phúc đó. Có anh nào đó về yêu thương chị nè, hết lòng nè, sống hết lòng vì vợ con nè, thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc hay gì hả? Đúng rồi, đúng rồi, ai cũng thích, ai cũng muốn. Dạ, dạ. Theo em nghĩ vậy nè, cô chú anh chị mà đến chương trình kết nối yêu thương là không phải bên em không, mà bên tất cả anh em khác vậy. Cô chú nào cũng cần có cái mái ấm tình thương đó, có niềm hy vọng mấy cô chú mới đi, nếu mà không hy vọng cô chú đi làm gì. Nhưng mà em cũng thưa với chị Mai một lần nữa là vậy, em và Nghĩa là chỉ là cái nhịp cầu nối thôi. Thay vì đó, đến chương trình bên em chị bày tỏ bản thân của mình, thì mình chia sẻ đoạn video anh em đăng nó trên trang mạng cộng đồng, thì lúc đó cô chú anh chị xem qua, biết đâu là cô chú anh chị cảm thấy nhìn qua hình ảnh đó, cảm thấy có nhu cầu để tìm hiểu nhau, thì bên em cung cấp thông tin để anh chị tìm hiểu nhau. Để trong cái thời gian mà anh chị tìm hiểu có mang cho nhau hạnh phúc được thì tụi em chúc mừng, còn nếu không được thì xem như là bạn bè. Đúng rồi, chứ anh em ở đây không có dám nói một cái điều là đến bên em sẽ được hạnh phúc nha chị. Đúng rồi. Hạnh phúc bây giờ điên bản thân em còn chưa dám cam đoan điều đó nữa, làm sao mà em chỉ gặp anh chị 1-2 buổi đầu tiên mà em biết hết về anh chị được. Nên trong cái thời gian mà đến kết nối, khi mà nhận cái thông tin tìm hiểu với nhau đó, thì anh chị tự có trách nhiệm, mình tự có trách nhiệm mình tìm hiểu, mình đúng tìm rồi. Hiểu coi chị đó có hợp với mình hay không nè, anh đó tính tình sao nè, còn cảm thấy mà hợp thì tiến sâu hơn, cảm đúng thấy rồi. Không hợp thì mà với anh em bạn bè đó, thì em cũng nói trước vậy để sau này đừng có thừa em ấy sao mà không hợp hết vậy, sao ai đổ tội nghiệp em. Dạ, ai đổ thừa vậy nè. Dạ, em cũng hỏi chị Lệ, khi mà chị đến chương trình em kết nối yêu thương, đến cái thời điểm ngày hôm nay gần từ trước đến giờ, chị có phải tốn cho bên em một cái khoản chi phí tài chính nào hay là quà cáp không ạ? Không có. Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng thưa với chị là gì, không phải là riêng một mình chị. Từ trước đến giờ khi em chia sẻ câu chuyện kết nối yêu thương, em không nhận một khoản nào tài chính từ quý cô chú anh chị. Em không nhận nha, hoàn toàn miễn phí. Luôn cả cái việc mà khi mà anh chị đến đây, em cũng không bán nước. Nước em mời miễn phí luôn. Tại vì em muốn bày tỏ cái này để quý cô chú anh chị hiểu được, cho anh em cái cách làm việc ở văn phòng là không nhận cái khoản nào. Những ngày gần đây cũng có những cái thông tin dư luận là nói tụi em là nhận khoản này khoản kia. Em cam kết nếu em chỉ cần nhận của quý vị 1.000 đồng Việt Nam thôi, hoặc là cái con số lớn hơn, em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu anh chị chứng minh được điều đó. Thứ nhất, cái thứ hai, em sẽ đánh đổi một căn nhà của em cho anh chị nếu mà em nhận. Anh chị nói chung là bên cộng đồng thì nói chung chuyện đó mình không nói trước. Dạ, ai muốn nói gì nói kệ người ta, miễn có hay không thì mình biết thôi. Thì như chị đó, thì chị có thể chia sẻ cho em một lần nữa là chị có phải tốn quà cáp cho em hay là tài chính gì cho anh em không, phòng không, anh em chị không có tốn quà cáp thì chị mới đi xuống đây tốn có 70.000 tiền xe đó, đó là mình đi xe riêng tư của mình. Dạ, cái đó là mình đi xe từ nhà mình đấy. Dạ, chị ha, đó là việc riêng tư. Dạ vậy thôi chứ không tốn gì. Dạ, khi mà chị đến văn phòng bên em kết nối yêu thương, chị có thấy tụi em gợi ý về vấn đề tài chính hay quà cáp không ạ? Không có gì. Dạ, không dạ có. Dạ, cảm ơn chị. Dạ chị ơi, thì vừa qua chị cũng giới thiệu về bản thân của mình khá là đầy đủ trên phần video. Dạ, chị có thể chia sẻ thêm giùm em ha, cái về độ tuổi người bạn đời của mình thì chị cũng có chia sẻ qua rồi.
cái cảm nghĩ của mình đó, thì mình ước mơ mình tìm được một nửa yêu thương mình đó, một người bạn đời của mình đó, cái tính tình như thế nào để phù hợp với chị nè, rồi cái ngoại hình chị mô tả thôi, tương tự thôi cũng được, cái ngoại hình nè, cái tính cách nè, đạo đức như thế nào đó, thì đó, để nói phù chung hợp là chị thích những người mà sống vui vẻ, hòa đồng, và biết người, biết mình, biết ta. Dạ. Rồi nhậu nhẹt thì cũng cho nhậu nhẹt bình thường. Dạ. Dù đám tiệc vẫn nhậu bình thường chứ không cho là không được. Dạ. Còn nói chung là biết tình cảm đối với vợ con, là yêu thương vợ con này. Dạ. Chỉ rồi. Cần gì đó thôi. Rồi nhà cửa như thế nào chị? Giống như nhà là... cửa, ví dụ như ảnh có nhà cũng được, không có cũng được, chị cũng có nhà mà. Qua wow, quý quá. Nếu mà có nhà thì ví dụ mà ảnh thích ở nhà mình, nhà chị thì ở, còn không thì về nhà ảnh ở cũng được. À. Chị có biết mua bán mà. Dạ em hiểu chị Lệ. Với chị Lệ là gì? Giờ là chị Lệ có nhà riêng. À, chị chia sẻ ví dụ mà anh đó có nhà, thì nếu mà về bên anh đó mà để mà có được cái cuộc sống mà công việc làm gì đó, thì chị cũng chấp nhận về bên anh, miễn sao hạnh phúc là được rồi. Miễn sao hạnh phúc mà. Còn nếu mà anh đó chưa có nhà thì chị cũng sẵn lòng mơ anh về bên nhà mình để là hai vợ chồng cùng vun đắp cái bờ vai hạnh phúc với chị ha. Đó, cái điều đó thật sự luôn á là quý anh rất là trân quý chỗ chị, là mình chia sẻ bằng cái tâm của mình chắc phát. À, có nhiều quý vị á, là ai cũng ước mơ cho mình có cái nhà đó, nhà không mơ ước mơ cái gì. Đúng rồi, có cái nhà. Nhưng mà với xấu chị, đẹp có cái nhà là được rồi. Với chị là giản dị cái chỗ là chị nói là anh đó có nhà thì mừng, mà không có về bên chị ở chung được. Có cũng được, mà không có cũng được. Dạ. À, dạ chị Lệ, cái công việc làm của chị Lệ hiện tại giờ mình làm việc gì hả chị? Chị nói chung là chị mua bán cái cây đây là ba mấy năm rồi. Thì hiện nay bán ở đâu chị? Bán ở chợ Việt Vinh, ở chợ ngay chỗ cây xăng. Nói chung là kêu bằng chợ, cái đó kêu bằng chợ đúng, ở đó là kêu tỉnh thành gì á? Tỉnh thành là tỉnh Đồng Nai đó, ngay ngã ba Trị An vô á. Vậy là bán ở nhà chị luôn hả? Không, bán mình thuê chỗ bán. Dạ. Nhà là nhà chị trong tí xíu nữa. À, vậy là nhà mình giờ ở bên Đồng Nai. Ừ. Rồi mình bán thì mình cũng bán ở Đồng Nai, mình thuê cũng như mình thuê chỗ khác. Chỗ công nhân nhiều mình bán. Dạ, bán từ sáng đến 6 giờ đến 10 giờ. Dạ, có ai phụ chị không? Không có mình. Rồi đi lấy trái cây thì sao? Trái cây thì tự người ta chở cho mình. Mình gọi điện người ta chở. À, theo em nghĩ là bây giờ là cái công việc mua bán, thì em nghĩ cái công việc mua bán là nó cũng là để là đỡ lắm á. Đúng rồi, nói chung là làm gì làm chủ là tránh được, chị làm dạ. Chủ thì làm nên được. Là có ví dụ có anh nào mà ảnh có công việc làm thì tốt hả chị ha. Ừ, đúng rồi. Còn có ví dụ mà ảnh chưa có công việc làm thì nếu mà khi mà tìm hiểu hòa hợp với chị đó, đúng rồi. Về bên nhà chị là phụ với chị mua bán trái cây, chị đồng ý không? Đồng ý. Thôi. Ví dụ phụ nấu nồi cơm cũng được. Ôi giời ơi, thấy thương không? Trời ơi. Quá hạnh phúc rồi. Nói chung bây giờ mà để tìm anh chị tìm với nhau một người hòa hợp, ai cũng cần cái điều đó đó. Đúng nhưng mà cái duyên cái nợ đó chị Lệ. Cái nợ mình phải giờ đó, nếu mà gặp người đó có duyên có nợ thì ví dụ mà người ta không có tiền có thể mình cũng vẫn có nuôi người ta được. Trời đất ơi. Thấy thương không? Mà ví dụ người ta có tiền thì càng tốt. Nói vậy thì đúng rồi, tài chính ai mà không cần. Nhưng mà cái chỗ chị chia sẻ chất phát nhiệt tình cái chỗ này nè. Có tiền thì càng tốt, mà không có tiền về chỉ lo. Ừ, đúng rồi đó. Quý quá. Đúng rồi đó. Không về, có tiền thì càng tốt, mà không có tiền chỉ lo cũng được. Về đó là phụ bánh trái cây hoặc là nấu nồi cơm, chị chia sẻ, nói chung là rất là nghĩa tình luôn. Nên theo em nghĩ là thông qua video ngày hôm nay chắc không, có lẽ là không ít mà quý anh gọi cho chị thật sự. Tại vì đôi khi á chị, em cũng chia sẻ chị Lệ vậy nè. Nhiều quý anh á cũng là có cái nguyện vọng mà đi tìm cái máy ấm gia đình mình bị đổ vỡ đó. Nhưng mà khi mà quý cô chú anh chị lên chia sẻ đó, rồi đôi khi là quý cô chú anh chị có cái cảm nghĩ là mình phải tìm một cái người là phải phù hợp, tương ứng với mình, thì có quý anh, nhiều anh là không có đáp ứng được, rồi cảm thấy mặc cảm. Còn như chị Lệ đây chia sẻ, quý anh có nhà cũng được. Rồi không có nhà về nhà chị ở. Đúng. Còn có việc làm thì đi làm, không việc làm về phụ nấu cho nồi cơm rồi chị nuôi. Đúng. Đó. Nên là khi em nghĩ là người đàn ông thì không có muốn người phụ nữ mà để là gánh vác hết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi họ nghe qua cái câu đó lúc mà họ đang khó khăn đó. Cái khó khăn là sao? Đôi khi ngày trước người ta có điều kiện chị. Nhưng mà những ngày gần đây cái tuổi lớn cái làm ăn thua lỗ đó. Nhưng mà chị nói là về chị không có điều kiện về chị lo. Thì đôi khi là quý anh xem qua chương trình những cái tâm tư nguyện vọng với cởi mở của chị Lệ đó. Làm chạm đến nhiều trái tim của quý anh. Chắc chắn em theo em nghĩ cái video ngày hôm nay không phải ít mà quý anh gọi chị đâu nha, lúc đó là nghe điện thoại mệt xỉu đó nha. Nhưng mà nhớ giùm em một điều nha, em chỉ là dịp cầu nói thôi nha. Còn ví dụ mà tìm hiểu mà anh chị hợp với nhau chắc chắn điều đó là em vui mừng rồi đó. Đúng rồi. Còn cảm thấy không hợp đừng có đổ thừa em nha. Không có đâu, ai đổ thừa. Dịp cầu nói thôi à. Dạ. Dạ chị Lệ ơi, thời lượng video đến đây, chị Lệ có thể là bày tỏ bản thân mình để gửi đến quý anh nè,
để quý anh mạnh dạn liên lạc về chương trình tìm hiểu chị. Trước tiên là thật sự là năm nay là chị Lệ 55 tuổi, so về cái tuổi của chị Lệ đó, nói chung là nhìn năng động trẻ trung, thật sự nhìn trẻ đó, trẻ hơn tuổi, nên là có lời gì nhắn gửi với anh nè, để quý anh mạnh dạn mình cho quý anh thêm cái động lực đi chị. Rồi em mời chị. Thì em cũng nhắn gửi nhanh nào mà nhìn thấy cái video này á, nhìn thấy em dễ thương thì cứ xin số điện thoại cho chú Nghĩa với Phúc cho rồi gặp nhau để mình tiếp xúc, nếu mà mình có duyên có nhờ nợ thì mình đến với nhau. Dạ để thôi. Dạ thông qua chương trình hôm nay em cũng đại diện nha chị Lệ gửi lời chúc sức khỏe toàn thể gia đình của chị, và cũng cầu chúc phúc cho chị một ngày sớm nhất mình đạt được ước mơ đôi bờ vai hạnh phúc của từ người đàn ông. Quý anh ơi cứ mạnh dạn liên lạc về chương trình. Quý anh nào đừng có, với chị Lệ có chia sẻ trên phần video, quý anh đừng có ngại nha, quan trọng là yêu thương chị, hiểu chị, yêu thương thật lòng đó. Quý anh có nhà thì càng tốt, có điều kiện thì cũng càng tốt, còn không có điều kiện về nấu nồi cơm cho chị, về phụ chị bán trái cây, đó là những gì chị chia sẻ đó. Nào quý anh cứ mạnh dạn nha, còn anh nào muốn làm ông chủ mua bán trái cây, mạnh dạn liên lạc với chị Lệ 55 tuổi, trẻ trung xinh xắn dễ thương. Dạ cảm ơn em nha. Dạ video đến đây một lần nữa, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh hình ảnh lời nói không được lưu loát sơ sức, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment hướng dẫn anh em dạy bảo thêm, anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng quý ông bà cô chú anh chị, quý bạn trẻ trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương vui lòng đến địa chỉ Quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình, anh em hỗ trợ chương trình kết nối hoàn toàn miễn phí trong suốt cái thời gian chia sẻ thông tin. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.